Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô húc đầu vào đá, được cảnh báo nhưng vẫn cố húc tới cùng. Hiện nay, rất nhiều tờ báo có uy tín của nước ngoài đã đăng lên bài bình luận về hậu quả của tấm hộ chiếu mới. Đây là phản hồi nhanh nhất, tuy nhiên, phía Bộ Công an Việt Nam có lắng nghe hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thông thường những Facebooker mà chính quyền cho là phản động thì họ sẽ không nghe vì họ nghĩ những ý kiến đấy là chống đối. Tuy nhiên những tờ báo lớn tại Anh, Pháp, vân vân đã lên tiếng một cách nghiêm túc mà không nghe thì đấy là hành động của kẻ điếc không sợ súng. Phản ứng trước những cảnh báo này, phía Bộ Công an Việt Nam vẫn đang chịu nhận khuyết điểm. Nhưng cuối cùng điều đó đã không có và họ không ai nhận cả mà vẫn cố chấp thực hiện tiếp. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 7, trả lời báo chí, Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới hiện được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hộ chiếu phổ thông mẫu mới này không được gắn chip điện tử. Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp từ ngày 1 tháng 7. Sau khoảng một tháng, cơ quan này hạn chế cấp hộ chiếu mẫu cũ để gửi thông báo với các nước trên thế giới về việc thay đổi mẫu giấy thông hành này. Phía A08 đã trả lời như thế. Theo A08, hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Ngoài ra, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo về các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Cũng không hiểu A08 của Bộ Công an Việt Nam kể lể về phong cảnh di sản văn hóa để làm gì. Dù có những thứ này hay không thì phía Đức vẫn không quan tâm. Họ chỉ đòi hỏi có nơi sinh rõ ràng thì trên hộ chiếu này lại không thấy ghi. Đây là hình ảnh hành động húc đầu vào đá bất chấp sự góp ý của ông Tô Bộ trưởng. Vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về việc tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của nước Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin về nơi sinh. Theo công hàm, không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu, đặc biệt với nhiều trường hợp trùng họ. Do đó, hiện những người mang hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn. Đại diện của A08 của Bộ Công an lại khẳng định là hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAOT, tức là tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Những gì thuộc luật pháp Việt Nam thì chưa chắc hẳn hợp thông lệ quốc tế. A08 đinh ninh cho rằng hộ chiếu là hợp với luật pháp Việt Nam thì cứ cho là hợp với luật pháp Việt Nam, vì luật pháp Việt Nam cũng là do Đảng Cộng sản Việt Nam tự viết ra, nhưng chưa chắc họ đã tôn trọng. Tuy nhiên, tấm hộ chiếu là để cho công dân Việt Nam ra nước ngoài thì người ta cần nó phải hợp với thông lệ quốc tế. Phía A08 của Bộ Công an Việt Nam thì nói rằng nó hợp với thông lệ quốc tế, nhưng nước Đức không chấp nhận thì phải xem lại lời nói của A08 có thực sự đúng hay không. Hợp với thông lệ quốc tế mà công dân Việt Nam ra nước ngoài lại bị gây khó khăn thì hợp như thế nào cho được? Tại sao ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an không dùng y mẫu hộ chiếu cũ mà thay đổi màu bìa và tẩy xóa nơi sinh làm gì? Phải chăng phía sau có âm mưu gì cho những quyền hộ chiếu mới này? Đây là hình ảnh ai đang giữ hộ chiếu mới sẽ rất khốn khổ. Nước Đức là quốc gia văn minh và tiến bộ, họ làm việc rất tuân thủ pháp luật quốc tế. Tiếng nói của nước Đức cũng có trọng lượng trên thị trường quốc tế. Một bộ công an nhỏ nhoi của Việt Nam vẫn cứng đầu trước những phản ứng của phía Đức thì người dân sẽ lãnh đổ. Người dân cần chính quyền tạo thuận lợi cho dân, chứ không cần Bộ Công an đối đầu với nước Đức. Hành động đã sai còn cố bảo chữa cái sai trong trường hợp này chẳng khác nào húc đầu vào đá tảng. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tô Lâm vẫn cứ húc. Húc như vậy thì được gì? Người dân càng thêm bị gây khó dễ, chứ được gì mà cố húc. Nhiều người cho rằng ông Tô Lâm cần ngưng hành động húc đầu vào đá cho dân nhờ, vì đầu không cứng hơn đá nên đừng mong đá vỡ, thưa ông Bộ trưởng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có dấu hiệu Bộ trưởng Tô Lâm bị đồng chí chơi xỏ, ai đã ném đá giấu tay.
Bây giờ ông Tô đang bị kẹt, ngay đổi mẫu hộ chiếu mới một lần nữa là thừa nhận bản thân vô trách nhiệm và vô dụng, đã để xảy ra sự cố hộ chiếu trên toàn cầu đối với Việt Nam. Còn nếu quyết định không đổi mẫu hộ chiếu theo như phía Đức chỉ ra thì áp lực rất lớn từ người dân muốn thị thực sang Đức mà các nước thì lần lượt từ chối. Quan chức nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thường sang Đức khá nhiều, thế nào áp lực cũng đẩy lên tới Bộ Chính trị. Có người cho rằng sai sót ở tầm hộ chiếu mới là lỗi của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chứ không phải là lỗi của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Tuy nhiên, dù là lỗi của cơ quan cấp dưới thì người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cấp tỉnh CDC bị dính đến Việt Á thì không thể không quy trách nhiệm theo lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Hay hiệu trưởng một trường bắt giáo viên tiếp khách các quan chức tại nhà hàng thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vụ làm sai ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không thể tránh được trách nhiệm đối với người dân cả nước. Và việc truy cứu là có thể sẽ diễn ra. Đây là hình ảnh mẫu hộ chiếu mới đang gây rắc rối cho ông Bộ trưởng Tô Lâm. Nhiều người đánh giá trong hộ chiếu mới thiếu nơi sinh là một lỗ cực kỳ sơ đẳng đối với cơ quan cấp hộ chiếu cho công dân. Nhiều người cho rằng chỉ cần bê nguyên mẫu hộ chiếu cũ, thay đổi màu sắc bìa hộ chiếu là xong. Tại sao phải xóa nơi sinh để làm gì? Một số nhà phân tích thì cho biết đây là hành động cố tình để ông Bộ trưởng gặp rắc rối, không thể gọi là sai sót được. Vậy câu hỏi là ai đã cố tình chơi xỏ ông Tô Lâm? Theo thông tin được biết, đã có phản ứng từ Bộ Chính trị về sự thiếu trách nhiệm của ông Bộ trưởng Tô Lâm để xảy ra trong trường hợp như thế này. Và sự nghiệp của ông Tô Lâm thì lại đang tràn trề hy vọng được chám vào chỗ ông Chủ tịch nước nếu ông Chủ tịch nước bị chọc gốc. Bên trong nội bộ của Bộ Công an Việt Nam cũng lại đang nổi lên thế lực của ông cựu Bộ trưởng Trần Đại Quang. Thế lực này do em ông Quang là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dẫn đầu. Hiện nay bộ ba liên minh gồm ông Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa đều đang tiến rất chắc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính trị trong nay mai, ông Nguyễn Hòa Bình đang nắm tay Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng trong thời gian tới. Còn ông Trần Quốc Tỏ, theo thông tin được biết, thì phải đợi đến năm 2026 mới nắm được Bộ Công an. Đây là thời gian quá lâu, nếu không chiếm được chiếc ghế Bộ trưởng sớm, sẽ đêm dài lắm mộng. Biết đâu trong 3 năm tới, tương quan lực lượng trong Bộ Công an không còn như ngày hôm nay. Ông Tỏ cũng khá vội vã và cơ hội trong cuộc chiến giành vị trí đứng đầu Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ được cho rằng đang nhắm vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thực ra có ý kiến cho rằng vụ cấp hộ chiếu mới là có người cố tình chơi ông Bộ trưởng Tô Lâm, cố tình đạp đổ uy tín của ông Tô trước Bộ Chính trị. Đây là ý kiến rất có cơ sở nên không thể xem thường. Hiện tại người ta cho rằng ngay trong Bộ Công an muốn chơi xỏ anh Tô chứ không phải người bên ngoài. Mà chơi kiểu này là hình thức ném đá dấu tay, rất khó phát hiện ai đã làm, liệu cố ý hay vô tình. Hiện trong Bộ Công an không chỉ có phe cánh Trần Quốc Tỏ mà còn khá nhiều phe cánh khác. Có phe không mục đích vì ghế bộ trưởng, vì chưa đủ tầm mà chỉ để ném đá dấu tay, lâu lâu lại chọc gậy vào bánh xe để ông Tô Lâm gặp họa và giúp người khác vượt lên. Đây là hình ảnh luôn phò ông Tổng nhưng luôn luôn tự gây rắc rối cho mình, đó là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Phải nói rằng ông Tô Bộ trưởng có rất nhiều kẻ thù trong ngành, kẻ thù trong đảng, kẻ thù trong Bộ Chính trị và thậm chí còn có kẻ thù ở nước ngoài. Vì vâng lệnh ông Tổng vô điều kiện mà hiện nay Đức Slovakia đang rất có ác cảm với ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Nói về sự tàn bạo, sự lạnh lùng trong nghiệp vụ thì ông Tô Bộ trưởng có thừa. Tuy nhiên, nói về sự khôn ngoan trên chính trường thì ông Tô dường như đang thiếu. Ông Tô rất non trong các cuộc cạnh tranh nên đã bị đồng chí ném đá dấu tay, làm mất uy tín mà không biết ai đã ra tay. Thế mới đau.